Đây là năm thứ ba đường sách cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức các hoạt động cho du khách tham quan và du xuân. Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 100 mét, được xây dựng tại hẻm số 2, đường Phan Chu Trinh, kéo ra đến đường Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, phía sau nhà thờ chính tòa Buôn Ma Thuột. Có hơn 20 gian hàng chia thành các khu vực đọc sách, uống cà phê, đồ lưu niệm. Bên cạnh đó, nơi đây còn được vẽ nhiều bức tranh miêu tả cảnh đẹp Đắk Lắk, thể hiện các hoạt động sản xuất cà phê của nông dân cùng đời sống văn hóa của người đồng bào Ê Đê. Tết Tân Sửu này, đường sách có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí để thu hút du khách. Năm nay cũng là năm thứ tư thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức đường hoa xuân để phục vụ người dân địa phương và du khách đến tham quan chụp ảnh. Đường hoa xuân được tổ chức tại đường Nguyễn Tất Thành, có chiều dài hơn 50 mét. Đường hoa được ghép bởi hàng trăm giỏ hoa vạn thọ, cúc mâm xôi, dạ yến. Đặc biệt, đường hoa năm nay lại mang đến cho khách du xuân một không gian đậm chất núi rừng với những căn nhà sàn bằng gỗ. Những chú trâu trên cánh đồng biểu tượng cho sức khỏe, lực điền và tri thức về loài vật của người Việt. Kinh phí được lấy từ nguồn thu cho thuê mặt bằng, vỉa hè, bán chợ hoa Tết và một phần từ xã hội hóa. Đường hoa và đường sách cà phê Buôn Ma Thuột là những điểm nhấn tạo không khí vui xuân, quảng bá hình ảnh thành phố Buôn Ma Thuột, phục vụ nhu cầu du xuân của người dân, khách du lịch. Trong ngày đầu xuân, rất đông người dân đã đến các đền chùa để cầu an, cầu tài, cầu lộc. Ngay tại trước cổng chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thành phố Buôn Ma Thuột, người dân đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào chùa vãn cảnh dâng hương lễ Phật. Chung là năm nay năm mới thì nói chung một năm cũ đã qua bước sang năm mới thì mình cũng muốn đi chùa để cầu phúc, cầu lộc rồi cầu cho bà tánh toàn dân là năm nay nó bớt dịch. Nói chung là những mình cầu cho bình an cho cả toàn dân của mình. Nói chung là toàn thế giới được giảm được cái sự bệnh dịch rồi mình cũng cầu an cho năm mới được nó một năm được nó nhanh chóng bệnh dịch nó nhanh chóng trôi qua để cho một cho dân mình nó bớt khổ đi. Không chỉ chùa Sắc Tứ Khải Đoan mà hầu hết các đền chùa trên địa bàn tỉnh đều tấp nập người dân bởi ngày đầu năm mới theo phong tục của người Việt Nam đi lễ chùa đầu năm không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc ước nguyện, mà ở đó con người ta có được giây phút quý giá để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại sau lưng bao nhọc nhằn vất vả. Cầu mong cho toàn thể của nhân mọi người đều mạnh khỏe bình an và dịch Covid qua nhanh để mọi người có như sống được coi như là an khang thịnh vượng hơn. Năm nay do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát trên diện rộng, để phòng chống dịch COVID-19, Ban Quản lý Tăng ni Phật tử của các đền chùa trên địa bàn tỉnh đều tích cực tuyên truyền đến người dân và du khách khi đi lễ tại đền chùa, cần bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đầy đủ. Các nghi lễ diễn ra nhanh hơn và Phật tử đều phải đeo khẩu trang khi hành lễ. Cũng trước hết thì cũng thông báo cho bà con là 5 chữ K đó, khẩu trang, khử khuẩn rồi khoảng cách, không khai báo y tế, không tập trung, các năm cái chuyện đó thì là trước giờ tất cả từ khi bệnh có đến giờ là đều luôn luôn là thông báo về 5 cái chữ K đó để cho bà con Phật tử đi chùa mà giữ được an toàn, chứ còn không thì rất là nguy hiểm phức tạp. Vấn đề đó thì tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi. Thứ nhất là làm những khóa lễ rất là nhanh, rất là mau. Thứ hai là thông báo cho bà con biết vô cổng chùa thì có sát khuẩn, có đo nhiệt độ. Đi lễ chùa đầu năm trong dịp Tết đến xuân về đã trở thành một thói quen ăn sâu trong tiềm thức người Việt. Nhiều người không chỉ cầu tài lộc, cầu bình an cho bản thân, gia đình, mà còn mong cho quốc thái dân an, đất nước hùng mạnh, giàu đẹp. Dù cuộc sống ngày càng hiện đại, văn minh, nhưng văn hóa đi lễ chùa xin lộc đầu năm vẫn luôn được người dân lưu giữ.